chuyển sang những thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, với hàng loạt các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động từ Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, các trung tâm đăng kiểm không còn cảnh ùn tắc và đã trở lại hoạt động bình thường. Thậm chí, nhiều nơi đang dư thừa các dây chuyển và công suất năng lực kiểm định xe ô tô. Cụ thể theo Bộ Giao thông Vận tải thì hiện tại năng lực đáp ứng thực tế của các đơn vị đăng kiểm còn dư từ 32 đến 45%. Trong đó tại Hà Nội hiện có 27 đơn vị hoạt động với 45 dây chuyền và năng lực thực tế là 2.700 xe một ngày. Trong khi số lượng xe vào kiểm định là khoảng 1.610 xe đạt 60% năng lực còn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 17 đơn vị hoạt động với 33 dây chuyền và năng lực thực tế là 1980 xe một ngày, trong khi số lượng xe vào kiểm định là 1.355 xe, đạt 68% năng lực. Bộ Giao thông Vận tải nhận định hầu hết các trung tâm đăng kiểm đã không còn tình trạng ùn tắc và trở lại hoạt động bình thường. Ngoài ra, thay vì tự phát đi đăng kiểm thì người dân hình thành thói quen đăng ký trực tuyến để có thể đặt lịch hẹn đăng kiểm và điều này giúp cho ngành đăng kiểm chủ động hơn sắp xếp công việc. Đây cũng là những thói quen tốt đảm bảo cho công tác đăng kiểm hoạt động khoa học hơn.